hiền chào cả nhà và các bạn lời nói đầu tiên hiền chúc cho gia đình lúc nào cũng vui vẻ mạnh khỏe và tràn đầy hạnh phúc hôm nay thì hiền làm món cà chua trứng gà cả nhà ơi thì món ăn này vừa đơn giản vừa nhanh lại vừa dinh dưỡng nữa thì à, món này thì em nhỏ người lớn cũng rất là thích luôn cả nhà rất là dễ ăn thì mời cả nhà vào bếp cùng làm với hiền nha đây là hai trái cà chua này cả nhà thì mình thích ăn cà chua nhiều thì mình bỏ nhiều còn mình không thích ăn cà chua nhiều thì mình bỏ ít mình lấy một trái cũng được thì hiền làm hai trái nha cả nhà thì cà chua thì mình rửa sạch rồi thì cái đít mình sắt mình bỏ xong rồi mình sắt miếng thì miếng lớn hai miếng nhỏ thì cũng tùy theo ý thích của mình hen thì hiền sắc như vậy nữa cả nhà đây là năm cái trứng gà năm cái trứng gà thì hiện đây chuẩn bị cái tô xong rồi mình đập trứng gà bỏ vô nha thì trứng gà thì ăn nó dinh dưỡng rất là dinh dưỡng thường thường thì những người ăn chay cả nhà thì nhờ trứng gà thì trứng gà mà kết hợp với cà chua thì rất là bổ luôn thì trứng gà thì Hiền đập ra xong rồi nè hiền chế vô một miếng sữa tươi nữa nha. Tại vì à, sữa tươi à, mình xào trứng á, trứng nó sẽ mềm hơn, à, nó không có bị cứng cả nha. Thì hiền làm cái gì á, hiền hay bỏ một miếng sữa tươi vô lắm. Mình chiên trứng mình cũng vẫn bỏ sữa tươi được. Ha mình món làm món nào về trứng thì mình có thể chế một miếng sữa tươi vô ha. Rồi hiền đánh đều lên nha mình đánh đều cho nó tan trứng luôn còn trong trứng thì hiện không có niêm nếm gì hết rồi chế vô miếng dầu nè trứng thì mình chờ dầu nóng lên thì mình đổ trứng vô nha thì mình trộn tới trộn lui cho trứng nó chín được rồi cả nhà chứ không cần mà chín nhiều nha nó chín sơ được rồi là y như trứng mình làm lâu quá thì nó sẽ cứng ăn không ngon mình vừa à, vừa vừa tới vừa tính tới mình xớt ra là trứng nó mềm nó sẽ ngon hơn cái mà cái mình xào lâu á xào lâu thì trứng nó nó vừa cứng mà nó cũng vừa mất dinh dưỡng nữa bây giờ thì cái chảo đó mình khỏi rửa nha cả nha xong rồi mình chế vô miếng dầu nè bỏ hành tím với tỏi vô một miếng mình phi cho nó thơm lên luôn ha cái món ăn nào cũng vậy nếu mà có tỏi với hành tím thì hả là thêm cái à, vị ngon nhí, mà như thịt cá ha, này kia thì nó cũng bán mùi tanh nữa thì xong rồi mình xào cho nó săn nó thơm lại xong rồi mình bỏ cà chua vô mình xào cà chua ăn rất là ngon cả nhà hiền cũng rất là thích ăn cà chua cà chua mình ăn sống cũng được nè rồi chín cũng được nè à, nấu canh cũng được nè cà chua thì rất là dinh dưỡng thì ai ai cũng biết cà chua rất là dinh dưỡng cái món này ngon lắm món này mà em nhỏ rất là thích ăn luôn cả nhà bây giờ thì mình xào xong qua rồi hiện niêm niếm nếu mà mình làm cái cà chua với trứng thì mình phải thêm cái tương ca tại vì cà chua thì nó không có đủ độ chua cả nhà với không có đủ độ ngon thì mình phải thêm nước cà chua nó mới ngon thì bỏ một muỗng đường nữa nè rồi đầy một muỗng nhỏ bột niêm nữa nha thì à, nếu mà các bạn thích bỏ muối thì bỏ còn hiền không bỏ muối thì hiền chế vô thêm một miếng nước mắm tại có nước mắm thì nó sẽ đậm đà hơn nó thơm hơn nó nó thơm nó sẽ thơm cái cái món ăn của mình đó, nó thơm mùi vị thơm hơn đó nha hiền làm đồ ăn mấy cái này á Hiền ít bỏ muối lắm đa số là thường thường bỏ nước mắm tại nước mắm thì nó cũng rất là mặn cái món này thì mình cũng đừng có làm mặn quá cả nha tại mình ăn cơm ha mình ăn không đều được xong rồi mình chế vô miếng nước mình chế thì đừng có chế nhiều quá nếu mà chế nhiều nhiều một chút cũng được thì mình muốn ăn chăn cơm á, thì mình chế nước nhiều còn không thôi mình chế sệt sệt được rồi để cho cái nước nó sôi lên cả nha sôi lên xong là cà chua nó vừa chín tới nó còn nguyên miếng thì sẽ ngon hơn mình ăn á thì mình có cảm giác cà chua với trứng còn các bạn thích cà chua nát thì cũng được ha mình sẽ nấu lâu một chút thì à, nhiều em nhỏ không có thích ăn cà chua miếng mình sẽ nấu lâu một chút á, thì à, cái cà chua nó nát hết á, thành nước á, thì em nhỏ sẽ trang vô cơm ăn rất là ngon xong rồi cái cà chua nó chín rồi cả nhà mình bỏ trứng vô nó thì cái cà chua nó cũng còn miếng miếng nè trứng á cũng còn miếng miếng y như nó không có nát hết luôn y như trứng á mình cũng đừng có dầm mà nó nát quá. Y như mình gấp á. còn miếng trứng nè, miếng cà chua ăn rất là ngon luôn đó cả nhà. Cái món này mình làm vừa nhanh nè, vừa đơn giản nè, vừa gọn nè, nhưng ăn cơm thì rất là ngon, rất là dễ ăn. Mà lại còn dinh dưỡng nữa. Y như lớn tuổi cũng ăn được, rồi em nhỏ cũng ăn được y như mấy người lớn tuổi mà không y như ăn đồ cứng không được ăn món này là tuyệt vời luôn đó cả nhà tại rất là dinh dưỡng xong rồi á thì à, mình bỏ vô một miếng hành lá nha rồi xong rồi bỏ thêm một miếng tiêu nữa là cái món cái món trứng cà chua của hiền cũng gần xong rồi cả nhà ơi nếu mà người ăn chay á, mà có ăn trứng á, thì làm món này cũng được nhưng mà đừng có bỏ nước mắm nha cả nha. Bỏ nước mắm chay cũng được, hà bỏ muối, chứ cái này là hiền bỏ nước mắm mặn nha. Chứ không phải là nước mắm chay. Nước mắm chay thì mình sẽ bỏ ít là một chút tại nước mắm chay nó rất là mặn, mặn hơn còn nước mắm mặn nữa. Giờ yeah, Hiền trộn đều lên xong rồi Hiền có thể xớt ra dĩa rồi Nếu mà mình muốn ăn nước nhiều thì mình chế nước nhiều một chút còn họ muốn ăn nước nhiều thì mình chế ít nước nếu nhiều thì mình trang vô cơm ăn nó ngon không thôi thì cái này nó sền sệt sền sệt á mình múc một chén cơm trắng xong á mình ăn dưới này không cần thịt cá cũng vẫn ngon cả nha nhiều cái chén này cái đĩa này là cũng đủ dinh dưỡng rồi cả nhà tại có trứng có cà trứng rất là dinh dưỡng luôn không có phải là có thịt cá mới dinh dưỡng nha đây là cái món là trứng cà chua hiền làm xong rồi nè cả nhà ơi đơn giản nhanh mà rất là ngon luôn nha thì cả nhà bữa nào mình có cà chua nè ở nhà có mấy cái trứng nè mình có thể làm cái món này ăn cơm cả nha thường thường hiền chia sẻ món ăn thường là đa số là trứng gà không hiền ít khi nào mà làm trứng vịt lắm cả nhà thì làm như không biết làm sao mà hiền đi chợ là hiền mua trứng gà chứ chừng nào mà thịt kho tàu hay này kia lâu lâu hiền mới mua trứng vịt thôi thì làm như hiền thích ăn trứng gà ăn trứng vịt cả nhà thì hiền chia sẻ cái clip cũng kết thúc rồi cả nhà ơi hẹn cả nhà clip sau cảm ơn cả nhà nhiều bye bye